sang đến mùa hè, tuy da rẻ không dễ bị bong chóc, nứt nẻ như mùa đông, nhưng cũng gặp đủ điều tệ hại từ ánh nắng gay gắt, không khí điều hòa khô hanh cho đến không khí ô nhiễm, bụi bặm. Vậy nên cứ sau một ngày dài, nhiều nàng sẽ cảm thấy làn da bị mỏi mệt, khó chịu và có những biểu hiện kích ứng. Lúc này đây thì một lọ kem dưỡng có khả năng xoa dịu, phục hồi làn da bị tổn thương do mùa hè khắc nghiệt là rất cần thiết. Và trong video này, Mắt Lốc Đẹp xin tổng hợp với các bạn top 10 lọ kem dưỡng củng cố và phục hồi da rất là hiệu quả. Chị em nên bổ sung ngay vào tủ đồ skincare mùa hè ngay nhé. 1. Kem dưỡng ẩm Avène Cicatrice Repair Protective Cream. Lọ kem dưỡng ẩm nhỏ bé này mang đến rất nhiều lợi ích cho làn da của bạn. Bằng thành phần của lọ kem dưỡng này có hoạt chất được lấy từ lợi khuẩn giàu protein, giúp chữa lành những tổn thương của làn da. Sự kết hợp của đồng sunfat và kẽm sunfat thì đảm nhiệm vai trò thanh lọc làn da và hạn chế tăng sinh vi khuẩn. Cuối cùng thì thành phần nước khoáng đặc trưng của hãng có trong em dưỡng ẩm này sẽ giúp xoa dịu tình trạng kích ứng, cho làn da của bạn cảm giác thư giãn, dễ chịu sau cả một ngày hè chen nắng vì không khí khắc nghiệt. 2. Kem dưỡng ẩm Sunbymi Snail Chusica Miracle Repair Cream. Thành phần ngôi sao của lọ kem dưỡng da này của nhà Sunbymi là hợp chất Snail Chusica, có khả năng phục hồi và làm lành da mạnh mẽ. Theo thời gian, làn da của bạn không chỉ khỏe mạnh mà lỗ chân lông trông cũng nhỏ mịn hơn hẳn. Ấn tượng nhất là lọ kem dưỡng da này có khả năng làm lành sẹo mụn và sẽ sớm lấy lại được một làn da láng mịn, tươi sáng nếu kết thân với lọ kem dưỡng Hàn Quốc này. 3. Kem dưỡng ẩm Dr. Jart Cicapé Calming Gel Cream. Kem dưỡng ẩm của Dr. Jart có 3 thành phần nổi bật, đó là Jasbimi giúp cân bằng, củng cố, phục hồi hàng rào bảo vệ da, hạn chế tình trạng kích ứng và tổn thương. Centellar AX có tác dụng xoa dịu và bảo vệ làn da nhạy cảm. Cicabon thì làm nhiệm vụ chăm sóc và chữa lành làn da bị tổn thương do các yếu tố ngoại cảnh. Lọ kem dưỡng ẩm này có mùi hương vô cùng dễ chịu, kết cấu mỏng nhẹ, có thể thẩm thấu nhanh chóng sau khi bôi lên da nên hoàn hảo để dành cho mùa hè. 4. Kem dưỡng ẩm La Roche-Posay Cicaplast Gel B5. Nếu thường xuyên nghe ngóng các hội nhóm làm đẹp, chăm sóc da, bạn sẽ không thấy lạ với lọ kem dưỡng B5 của nhà La Roche-Posay. Tuy nhiên, sang đến mùa hè, bạn nên kết thân với phiên bản dạng gel của sản phẩm này, làn da sẽ không bị bí bách. Lọ gel dưỡng B5 của thương hiệu mỹ phẩm nước Pháp chứa panthenol 5%, vitamin B5 có khả năng làm dịu da tuyệt vời, nhanh chóng đẩy lùi tình trạng da căng rát, kích ứng. Đây là lọ kem dưỡng ẩm cực kỳ lành tính, không hương liệu hay là paraben. Vào buổi tối, bạn thoa một lớp kem vừa đủ lên da thì sáng hôm sau, bạn sẽ thấy da dịu hẳn, trở nên mềm mại hơn. 5. Kem dưỡng ẩm Claire's Midnight Blue Calming Cream. Lọ kem dưỡng ẩm này chính xác là cứu tinh cho những làn da hay bị kích ứng. Kem dưỡng có chứa những thành phần như là chiết xuất rau má, ceramide 3, niacinamide sẽ mang đến hiệu quả làm dịu da, tăng sức đề kháng và cải thiện độ săn chắc cho làn da của bạn. Bên cạnh đó, lọ kem dưỡng ẩm này còn có khả năng làm sáng da nhờ thành phần chiết xuất của rễ cây dâu tằm trắng. Không chỉ hợp dùng hàng ngày để da thêm khỏe mạnh, tươi sáng, mà lọ kem dưỡng ẩm của Claire's còn là trợ thủ đắc lực để làm dịu da sau khi tẩy da chết, điều trị laser hay là cấp cứu làn da bị cháy nắng. 6. Kem dưỡng ẩm của Neutrogena. Neutrogena Hydro Boost Hydrating Quarter Gel Face Moisturizer. Lọ kem dưỡng ẩm này sẽ giúp da được dưỡng ẩm suốt cả ngày dài. Kem dưỡng ẩm Neutrogena Hydro Boost Hydrating Quarter Gel Face Moisturizer có thành phần chứa acid hyaluronic, gel dưỡng ẩm giúp làm dịu da khỏi ánh nắng gay gắt của mùa hè. Điểm đặc biệt của sản phẩm kem dưỡng này chính là không chứa dầu, nên không khiến da cảm thấy nhờn rít khi sử dụng sản phẩm. 7. Kem dưỡng ẩm Clinique Dramatico Different Moisturizing Gel. Sản phẩm kem dưỡng ẩm đình đám từ nhà Clinique được sản xuất dành cho những cô nàng mà có làn da siêu nhờn trong mùa hè này. Công thức của em dưỡng ẩm này thì vô cùng nhẹ nhàng, không chứa dầu, giúp cân bằng độ ẩm của da với lượng dầu da đang tiết ra. Da sẽ cảm thấy bóng mượt và rạng rỡ hơn rất nhiều trong mùa hè này đó. 8. Kem dưỡng ẩm La Mer The Moisturizing Cool Gel Cream. La Mer đã được đánh giá cao và trở thành một trong những loại kem dưỡng ẩm da dầu được yêu thích nhất. Sản phẩm kem dưỡng ẩm này giúp cải thiện các dấu hiệu lão hóa da như là nếp nhăn nơi khóe môi, đuôi mắt. Trên hết, dòng kem dưỡng ẩm dạng gel này cũng làm tăng sản xuất tế bào và collagen, mang đến sự thoải mái cho bạn như đang chăm sóc da tại spa vậy. Da sẽ cảm thấy mát lạnh, giúp bạn thư giãn mặc trong mùa hè nắng nóng. 9. Kem dưỡng ẩm Believe the True Cream Aqua Bomb.
Dùng kem dưỡng ẩm dịu nhẹ này sẽ mang đến cho da của bạn cảm giác được dưỡng ẩm ngay từ lần đầu sử dụng. Bilip The True Cream Aqua Balm thấm ngay vào lỗ chân lông của bạn, làm dịu da với nhiệt độ nóng bức trong mùa hè. Sản phẩm kem dưỡng ẩm này không chứa dầu nên rất lý tưởng với những làn da mà tiết dầu thường xuyên, đặc biệt thích hợp để dùng trong thời tiết nóng nực của mùa hè. 10 kem dưỡng ẩm Huxley Secret of Sahara Fresh and More Moisturizing Cream. Với sản phẩm kem dưỡng ẩm mùa hè này, kết cấu trạng gel vô cùng mỏng nhẹ, dễ tán trên da và không gặp tình trạng kem vón cục hay để lại các vệt kem màu trắng ở trên da như nhiều kem dưỡng ẩm khác hiện nay. Chất gel của kem dưỡng này thì mát lạnh, nhưng khi dùng trên da sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu, mát lạnh và không một chút nặng mặt hay là bí da nào cả. Rất thích hợp với thời tiết oi bức, bí bách của mùa hè. Hy vọng với những sản phẩm kem dưỡng ẩm và mùa hè tốt nhất hiện nay mà blog đẹp giới thiệu trên đây sẽ giúp bạn có thể có làn da tươi trẻ, căng bóng, khắc phục được tình trạng dầu nhơn, gây mụn. Nếu còn bất cứ băn khoăn, thắc mắc, bạn hãy để lại lời nhắn để blog đẹp giải đáp cho bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà blog đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nhé.